Tâm Bồ Đề, tập trung vào cả một đời. Người giảng Tịnh Không là Pháp Sư. Địa điểm: Báo Ân Đường Học Hội Tịnh Tông Singapore. Thời gian: ngày 24 tháng 12 năm 1999. Phía sau đây thì rất dễ hiểu: thân hòa cùng ở, khẩu hòa không tranh, ý cùng vui, lợi cùng chia. Đây là chúng ta đối đãi mọi người cần thiết phải tuân thủ sáu nguyên tắc này. Nếu rời khỏi sáu điều này, cho dù là rất nhiều người xuất gia cùng ở chung với nhau, cũng không gọi là tăng đoàn, chỉ là một đoàn thể thông thường, không thể xưng gọi là tăng đoàn. Tăng đoàn nhất định phải tu sáu phép hòa. Cả nhà của bạn có bốn người, bốn người đều y theo lời giáo huấn của Phật, tu sáu phép hòa. Gia đình của bạn chính là đạo tràng. Cái gia đình này của bạn chính là tăng đoàn. Phàm là tăng đoàn nhất định được chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần hộ pháp bảo hộ. Chỉ cần bạn đem sáu điều này làm cho đến nơi thì được rồi. Sáu điều này không làm được, trong nhà bạn cúng 100 tôn tượng Bồ Tát Di Đà, cúng 1000 tôn tượng Bồ Tát Di Đà, cũng không có một vị Bồ Tát Di Đà thật nào đến bảo hộ bạn. Hộ pháp thiện thần là y pháp bất y nhân, không phải nói tình riêng. Bạn tâm chánh, hành chánh, bạn không cúng thần hộ pháp, thần hộ pháp cũng không rời khỏi bạn. Không thể nói cúng Ngài thì có, không cúng Ngài thì Ngài không có. Dùng thứ gì để cúng vậy? Dùng tâm của chúng ta mà cúng, dùng hành vi của chúng ta mà cúng, không phải hình tướng. Cúng một tôn tượng, mỗi ngày hương hoa nước quả mà cúng dường. Đó là gì vậy? Hương hoa nước quả là hối lộ, định mợ. Thần hộ pháp không tiếp nhận định mợ, không tiếp nhận hối lộ. Chúng ta phải dùng chân tâm, dùng hạnh Bồ Tát mà cúng dường. Chương 1 thứ 3, Tam học, giới định huệ ba học. Đây là tổng cương lĩnh giáo học của Phật pháp. Chúng ta nhất định không thể trái phạm. Giới học như pháp. Như lý, như pháp là thuộc về giới học. Định học là thanh tịnh bình đẳng. Huệ học là chân thành từ bi. Có tánh, có tướng, có lý, có sự. Biểu hiện ở trên sự tướng chính là Thế Tôn dạy cho chúng ta năm chương mục này. Vậy thì ở ngay trong cuộc sống thường ngày cần phải tuân thủ nguyên tắc. Nhất định không thể trái phạm. Học theo Bồ Tát, Phật cho Bồ Tát giữ sáu điều: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Chúng ta có làm được hay không? Bố thí là buông bỏ, trí tuệ là nhìn thấu,
Buông bỏ cái gì? Bố thí là buông bỏ tham lam. Trì giới là buông bỏ ác nghiệp. Cho nên buông bỏ ác nghiệp chính là trì giới. Trong lòng không có tâm tham. Đối với thế xuất thế pháp không tâm tham, không có tâm keo kiệt. Nếu mình có chịu giúp người khác, giúp người khác không giữ lại tí gì. Ta có tài vật, dùng tài vật giúp đỡ người khác. Ta có năng lực, dùng năng lực giúp đỡ người khác. Ta có trí tuệ, dùng trí tuệ giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác mọi thứ. Ngày nay gọi là vì nhân dân phục vụ, vì xã hội phục vụ, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Đây gọi là bố thí. Cho nên dứt hẳn tất cả nghiệp ác, trì giới đã viên mãn rồi. Dưỡng dục là đối trị sân hận đố kỵ. Ở trong tất cả pháp thế xuất thế gian, nhất định không có sân hận, nhất định không có đố kỵ. Đây gọi là nhẫn nhục ba la mật. Tinh tấn độ giải đãi. Chúng ta đối với người, đối với vật, chính mình tu học, chính là chính mình trải qua ngày tháng phục vụ đại chúng, giúp đỡ người khác, nhất định không giải đãi, nhất định không lười biếng. Đây chính là ý nghĩa của tinh tấn. Thiền định là đối với tán loạn. Người thế gian chúng ta thường nói tập trung tinh thần, tập trung ý chí. Đây chính là ý của thiền định. Cho nên thiền định không phải bảo bạn ngày ngày ngồi xếp bằng quay vào vách. Chúng ta đối mặt với tất cả sự vật, tâm có chủ thể, không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động. Đây gọi là thiền định. Ở trong Kinh Kim Cang, Phật nói với chúng ta rằng bất thủ ư tướng, dư như bất động, không dính ở tướng là thiền. Cho nên ý nghĩa của thiền chính là bạn không bị mê hoặc bởi cảnh giới bên ngoài, không bị quấy nhiễu bởi cảnh giới bên ngoài. Định là tâm có chủ thể, không bị dao động. Trong không động, ngoài không bị quấy nhiễu. Đây gọi thiền định. Cho nên trên kinh điển Đại Thừa thường nói chư Phật Bồ Tát na già thường tại định, vô hữu bất định thời, đi đứng nằm ngồi đều là thiền định. Cũng chính là nói đi đứng nằm ngồi họ đều có thể ngoài không dính mắc, trong không động tâm. Bát nhã là trí tuệ, nhìn thấu thế giới. Cũng như trên Kinh Kim Cang Bát Nhã đã nói, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh. Thế Tôn ở trên Kinh Đại Bát Nhã đã giảng cho chúng ta nghe mấy ngàn lần, bất khả đắc. Nếu như chúng ta chân thật hiểu rõ bất khả đắc, cái ý niệm được mất này của bạn liền không còn nữa. Thế là ở ngay trong cảnh giới hiện thực, những gì bạn có được, bạn nhất định không sanh tâm hoan hỷ.
Những gì bạn mất đi tuyệt đối cũng không có sanh phiền muộn. Tại sao vậy? Bất khả đắc. Nói đến cùng tột, sanh tử bất khả đắc. Cho nên đối với sanh tử không hề lo sợ, bất khả đắc. Đây là trí tuệ, trí tuệ chân thật. Đối với vũ trụ nhân sanh, tánh tướng, lý sự, nghiệp nhân quả báo, mọi thứ rõ ràng, mọi thứ thông suốt. Giác mà không mê, đây là bát nhã. Lá cờ Phật giáo của chúng ta, các đồng tu chúng ta thường hay thấy, đây là toàn thế giới đều thông dụng. Cờ năm sắc, tất cả gồm có 6 điều. 5 điều trước là đơn sắc, mỗi một điều là một màu, đại biểu 5 độ trước, biểu thị cho bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định. Điều sau cùng là tạp sắc, có chung cả 5 màu. Tạp sắc đại biểu cho bát nhã. Cái ý nghĩa này rất rõ ràng. Bố thí có bát nhã mới gọi là bát nhã độ. Trong bố thí không có trí tuệ, đó là tu phước, là phước báo hữu lậu thế gian. Trong 5 điều trước không có bát nhã, đều là phước báo thế gian. Bạn tu thiền định, thiền định tu thành công rồi, bạn sanh cõi sắc giới, sanh cõi vô sắc giới, không thể ra khỏi 6 cõi luân hồi. Nếu như trong thiền định có bát nhã, vậy thì vượt qua 6 cõi. Bát nhã rốt ráo là cái gì? Thế Tôn ở trên Kinh Kim Cang đã nói cho chúng ta nghe một câu nổi tiếng: ly nhất thiết tướng, tu nhất thiết thiện. Ly tất cả tướng là bát nhã, tu tất cả thiện. Cái tất cả thiện đó chính là bố thí, trì giới, nhẫn dục, tinh tấn, thiền định. Năm thứ này gọi là tất cả thiện. Bát nhã là ly tất cả tướng. Đây là Phật dạy cho chúng ta, dạy được rất cụ thể. Chúng ta cũng đi làm, không thể trách Phật, trách chính chúng ta. Đây chính là cái gì? Áp dụng tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề áp dụng cùng tột viên mãn, là mười nguyện phổ hiền. Cho nên trong Đại Kinh thường nói, Bồ Tát không tu hành phổ hiền thì không thể thành Phật. Nếu bạn muốn thành Phật đạo thì nhất định phải tu hành phổ hiền. Vậy thì thủ thắng của tịnh độ ở chỗ nào thì chúng ta đã biết rồi. Tịnh tông là áp dụng hành phổ hiền. Bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ, kinh văn của Kinh Vô Lượng Thọ ở ngay phần tựa, chứ vẫn chưa vào phần chánh văn. Phần đầu tiên mở đầu lời tựa của kinh văn: hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Cho nên chúng ta hiểu được, tu học của tịnh tông là áp dụng hành phổ hiền. Hành phổ hiền vô lượng vô biên, toàn bộ trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói đều là hành phổ hiền. Phật Bồ Tát từ bi đem hành trì vô lượng vô biên của Bồ Tát phổ hiền quy nạp làm thành 10 cương lĩnh. Đây chính là 10 nguyện của Bồ Tát phổ hiền. Chúng ta rất dễ nhớ, có chỗ để bắt tay. Điều thứ nhất, để kính chư Phật.
Ai là Phật vậy? Tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới, mỗi mỗi đều là Phật. Chúng sanh hữu tình là Phật, chúng sanh vô tình cũng là Phật. Cho nên cái lễ kính này là lễ kính bình đẳng, lễ kính chân thành. Chúng ta đối với người này tốt, đối với người kia không tốt, thì bạn sai rồi, cái điều này bạn chưa làm được. Nhất định phải đem tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, tôn kính tất cả chúng sanh, bởi vì tất cả chúng sanh đều là Phật. Phật ở trên kinh đã nói rất nhiều, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, phàm hãy có Phật tánh thì đương nhiên thành Phật. Đây là Phật nói với chúng ta. Phật ở trong Viên Giác Hoa Nghiêm nói lời chân thật. Lời chân thật là gì vậy? Tất cả chúng sanh vốn dĩ thành Phật. Lời nói này chúng ta nghe qua rất khó thể hội. Nếu nói tất cả chúng sanh đều phải làm Phật, chúng ta có thể thể hội. Hiện tại họ là phàm phu, tương lai tu hành dần dần sẽ thành Phật. Chúng ta dễ dàng thể hội. Nói hiện tại chính là Phật thì chúng ta rất khó thể hội. Thế nhưng những gì Phật đã nói đều là sự thật. Cho nên chúng ta đối với chúng ta, chúng sanh, làm sao có thể không tôn kính chứ? Làm sao có thể không tôn trọng chứ? Chúng ta vẫn chưa làm được. Không những không làm được, thậm chí còn xem thường đối với cha mẹ, xem thường đối với lão sư, xem thường đối với bạn đồng tu. Bạn niệm Phật làm sao có thể giảng sanh? Bạn niệm Phật, công phu niệm Phật có tốt hơn, bạn cũng không thể giảng sanh. Tại vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc thảy đều tu hành phổ hiền. Bạn với hành phổ hiền không có tí gì tương ưng. Phật A Di Đà rất từ bi, hoan nghênh bạn đến. Những đại chúng thế giới cực lạc không hoan nghênh bạn. Tại sao vậy? Bạn không thể hòa thuận với đại chúng. Bạn đến nơi đó có thể tôn kính Phật A-di-đà, đối với đại chúng bạn sẽ không tôn kính. Bạn không phải Bồ Tát Phổ Hiền. Thế giới Tây Phương Cực Lạc pháp giới của Bồ Tát Phổ Hiền, từ phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm đến thực báo độ thượng thượng phẩm đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Cũng chính là chúng ta thường nói Bồ Tát Phổ Hiền thập tính gì, Bồ Tát Phổ Hiền thập trụ gì, Bồ Tát Phổ Hiền thập hành, thập hồi hướng, thập địa, hãy đều là Bồ Tát Phổ Hiền. Cho nên mười nguyện phổ hiền, tổ sư đêm đó sắp vào trong thời khóa sớm tối, ngày ngày phải đọc, ngày ngày nhắc nhở chính mình, mỗi giờ mỗi phút không thể bỏ quên. Sự tâm động niệm của chúng ta có tương ưng với mười nguyện hay không? Thứ hai, xưng tán Như Lai, vĩnh viễn giữ gìn cái thiện tâm. Làm thế nào có thể áp dụng xưng tán Như Lai chứ? Đại sư Huệ Năng đã nói, nhược chân tu đạo nhân, bất kiến thế gian quá. Câu nói này đã áp dụng rồi. Cho nên Bồ Tát Phổ Hiền chỉ có tán thán, không có hủy bán. Nhìn thấy tất cả việc thiện ca ngợi, nhìn thấy tất cả việc bất thiện, một dấu vết nhỏ cũng không để trong lòng. Cái điều này mới thực hiện được. Vì ngày nay chúng ta như thế nào vậy? Việc tốt của người thì quên hết sạch trơn, việc xấu của người thì ghi nhớ được rõ ràng, vĩnh viễn không thể nào quên.
hoàn toàn trái ngược với mười nguyện phổ hiền, bạn làm sao có thể giảng sanh thế giới cực lạc? Chúng ta cũng rất muốn đi đến được thế giới cực lạc. Các thượng thiện nhân thì đều hoan nghênh chúng ta đi. Chúng ta có thể làm được không? Có thể làm được. Chỉ cần khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của chúng ta tương ứng với mười nguyện. Đại chúng của thế giới Tây Phương cực lạc, không ai là không hoan nghênh bạn. Nếu bạn làm trái với mười nguyện, thành thật mà nói, ngày nay mười nguyện mọi người đều biết tụng, ý nghĩa trong mười nguyện không hiểu được. Bạn có thể giảng, bạn có thể hiểu, cái hiểu của bạn không đủ độ sâu. Do đó bạn không cách gì áp dụng. Quảng tu cúng dường. Cái quảng này là ý gì vậy? Quảng là cái ý nhiều. Bạn hiểu được cạn. Bạn hiểu không đủ sâu. Quảng là ý nghĩa bình đẳng, là cái ý trùm khắp, không phân cõi nước. Chư Phật Như Lai vô lượng vô biên cõi nước, không phân biệt, không phân chủng tộc, không phân tín ngưỡng tôn giáo, thanh tịnh bình đẳng cúng dường. Buổi tối hôm nay mọi người chúng ta hãy đều đến bên Thiên Chúa Giáo, là chúng ta tu cúng dường. Chúng ta tham gia lễ cầu nguyện của họ, đó là cúng dường. Đem thành tâm của chúng ta để cúng dường. Đem cái tâm cung kính của chúng ta để cúng dường. Đem cái tâm yêu thương của chúng ta cúng dường. Là quảng tu cúng dường. Bạn phải hiểu được sâu, bạn phải hiểu được trọn đầy, bạn mới biết được nên làm thế nào. Chúng ta đối với các tôn giáo khác, chúng ta cũng có tài vật để dâng cúng, gặp phải hủy bán rất nhiều. Có rất nhiều người phê bình mắng tôi. Tôi một câu cũng không nói. Tại sao vậy? Họ đối với ý nghĩa của quảng tu cúng dường không thấu hiểu. Họ chỉ hiểu được hai chữ cúng dường thôi, chữ quảng thì họ không biết. Quảng là không có giới hạn, không có phân biệt, không có chấp trước. Bình đẳng cúng dường tận hư không khắp pháp giới. Đây là cái ý của chữ quảng. Sám hối nghiệp chướng là hoàn toàn đối với chính mình. Sám hối như thế nào vậy? Mười điều nguyện này, chín nguyện khác thì đều làm được, đó là sám hối. Nếu như có một nguyện không làm được, sám hối của bạn không được triệt để, sám hối của bạn không được rốt ráo. Các vị thử nghĩ xem có đúng không? Không thể nói tôi làm việc sai thì ở trước mặt Phật Bồ Tát cầu xin, cầu xin, cầu Phật Bồ Tát tha thứ cho tội lỗi của tôi. Đó là mê tín. Đối với chư Phật Bồ Tát mà nói, bạn cầu họ hay không cầu họ, tha thứ tội lỗi với họ là không hề có liên quan. Tại sao vậy? Bạn tạo ra tất cả tội lỗi, trong lòng Phật Bồ Tát cũng không hề để lại một dấu vết. Cái kẻ không phải phàm phu. Phật Bồ Tát chỉ ghi nhớ việc thiện của tất cả chúng sanh, tuyệt nhiên không ghi nhớ việc ác của tất cả chúng sanh. Ác nghiệp mà bạn đã tạo, bạn chính mình sẽ cảm nhận ác báo. Sám hối là sửa lỗi. Khi tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia dạy tôi,
giảng đại ý sám hối cho tôi nghe. Sám hối không phải ở trước mặt Phật Bồ Tát cầu xin, việc làm đó không đúng. Cái gì gọi là sám hối? Vì sao không tạo nữa? Là đại sư Chương Gia dạy tôi, cùng với bất dị quá của nhà Nho đã nói là một ý. Tôi biết được tôi đã làm sai, vì sao không còn phạm phải lỗi lầm đó nữa? Đây gọi là chân thật sám hối. Chư Phật hoan hỷ, Thiên Long chúng thần tùng kính bạn. Cho nên con người không phải thánh hiền thì sao không có lỗi lầm? Lỗi mà có thể sửa thì việc gì chẳng tốt? Đại thiện bậc nhất của thế xuất thế gian sửa lỗi, biết được lỗi lầm của chính mình, thừa nhận lỗi lầm của chính mình, có thể đem lỗi lầm của chính mình sửa đổi. Đây gọi là sám hối nghiệp chướng. Bạn xem qua lễ kính chư Phật là sửa cái lỗi bất kính với tất cả người vật sự việc. Xưng tán Như Lai là đối với tất cả mọi người. Sửa lỗi sân hận đố kỵ, cái lỗi chuyên xem lỗi lầm của người khác, lỗi chuyên tuyên dương lỗi lầm của người khác, sửa cái lỗi này. Bạn xem qua có điều nào là không sám hối? Quảng tu cúng dường là cải chính lỗi lầm bỏng sẻn của chúng ta. Cải chính lỗi lầm tâm lượng hẹp hòi của chúng ta, đây đều là sám hối. Phía sau tùy hỷ công đức là đặc biệt nhấn mạnh đối với lỗi lầm đố kỵ chướng ngại. Người ta có việc tốt không nên đố kỵ chướng ngại, phải tùy hỷ. Tùy hỷ gì vậy? Giúp đỡ họ thành tựu việc tốt cho họ, thành tựu việc tốt cho người, không thành tựu việc ác cho người. Mà làm cái việc này có chỗ tốt, có lợi ích đối với xã hội, đối với chúng sanh. Cho dù là quan gia đối đầu thù địch của chúng ta, ta thấy rồi, ta cũng phải giúp đỡ họ. Ta chánh diện đi giúp đỡ họ, quan gia đối đầu họ sẽ không tiếp nhận. Họ nói ta không có cái ý tốt. Khi chúng ta giúp đỡ cho họ tiền thì có thể nhờ người khác chuyển cho họ, không nên dùng tên tuổi của ta. Ta cũng đã giúp đỡ họ rồi. Vì lâu về dài, vì sao họ biết được cái oan kết kia liền hóa giải. Cho nên phải tu tùy hỷ, không nên có chướng ngại. Thịnh chuyển pháp luân là chúng ta rất dễ dàng lơ là giáo học. Chúng ta đã xem nhẹ. Đây là việc thiện bậc nhất của thế gian. Xã hội ngày nay động loạn, lòng người không có chỗ nương. Nguyên nhân ở đâu vậy? Không có người dạy họ mà. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rất hay: tiên nhân chu tri, tiên là trước một đời, không biết đạo đức, không có người dạy, cho nên mới biến thành như thế này. Chúng ta đã xem thường. Do đó, muốn thịnh chuyển pháp luân, mời thiện tri thức đến dạy bảo chúng ta phương diện này. Phương diện này, chúng ta vô tri không biết mời. Tôi biết được rồi, tôi có trách nhiệm này. Mời Pháp Sư Đại Đức đến nơi này giảng kinh nói pháp, giáo hóa phương diện này.
Cái ý này chính là phải đề xướng giáo dục Phật giáo, giáo dục của Phật Đà. Phải có người đề xướng. Nếu như vị thiện tri thức này, sự dạy bảo của ông, đức hạnh của ông nhận được người nơi này của chúng ta, mọi người đều tôn kính, ngưỡng mộ, bằng lòng học tập với ông ấy, chúng ta tiến thêm một bước nữa, mời ông ấy ở lâu dài nơi đây. Đà thỉnh Phật trụ thế. Con người ở nơi đây của chúng ta được lợi ích. Bạn xem qua thời xưa, mọi người trên kinh đọc đến kỳ thọ cấp cô độc viên, trưởng giả cấp cô độc, dùng hết tài sản để thỉnh Phật trụ thế. Lễ thỉnh Thích Ca Mâu Ni Phật và tất cả học sinh của Ngài thường trụ ở nước Xá Vệ, ở trong đại thành Xá Vệ, hoằng pháp giáo dục lợi ích chúng sanh. Nếu như không có người thỉnh thì Phật không đến, sẽ đi đến nơi khác. Do đó phải thông hiểu. Bạn xem lời nguyện này, hai nguyện sau là vô cùng quan trọng. Hiểu được mời pháp sư đến giảng kinh, hiểu được mời cao tăng có đức, hoặc là cư sĩ đại đức, thường trụ nơi đây dài lâu giáo dục. Mười nguyện của Phổ Hiền trên thực tế chỉ có bảy nguyện, ba nguyện phía sau là hồi hướng. Thường tùy Phật học là hồi hướng Bồ Đề. Hằng thuận chúng sanh là hồi hướng chúng sanh. Phổ giai hồi hướng là hồi hướng thực tế, chính là hồi hướng tự tánh. Cho nên ba nguyện phía sau là hồi hướng. Sao gọi hồi hướng? Là mở rộng tâm lượng. Trong pháp đại thừa thường nói tâm trùng thái hư, lượng khắp cõi nước. Ba nguyện phía sau chính là tâm trùng thái hư, lượng khắp cõi nước. Thường tùy Phật học, ai là Phật vậy? Tất cả chúng sanh đều là Phật. Ai hiểu được điều này? Cái thiện của tất cả chúng sanh chúng ta phải học. Cái ác của tất cả chúng sanh chúng ta phải phản tỉnh, chúng ta phải sửa đổi. Do đó, thiện ác đều là thiện tri thức, đều là lão sư, đều là chỗ học của Bồ Tát. Chúng ta phải nhận rõ ràng, phải thấu hiểu. Hằng thuận chúng sanh chính là chúng ta thường hay nói, phải hiểu được hiện đại hóa, bản địa hóa. Chúng ta hàng thuận chúng sanh. Các vị thường nghĩ xem, 2000 năm trước Phật giáo vừa mới truyền đến Trung Quốc, những vị cao tăng đại đức của Ấn Độ đã có thể tùy thuận người Trung Quốc chúng ta. Bạn xem, xây dựng đạo tràng, hình dáng cung điện Trung Quốc không phải kiểu dáng Ấn Độ. Nếu như đem kiến trúc kiểu Ấn Độ đến Trung Quốc, người Trung Quốc chúng ta sẽ không hoan nghênh, không thể tiếp nhận. Do đó, tại vì sao Phật giáo đến Trung Quốc có thể phát triển, có thể hoằng dương phổ biến đến như vậy? Cái này Kitô giáo, thời Đường gọi Cảnh giáo, cũng là ở lúc đó truyền đến. Tại vì sao không thể hưng dựng như Phật giáo vậy? Chính vì giáo đường của họ xây dựng là kiểu dáng của nước ngoài. Chúng ta vừa nhìn còn quỷ Tây Dương, cho nên rất không hoan hỷ tiếp nhận. Họ không hiểu được hàng thuận chúng sanh. Phật giáo dạy người hàng thuận chúng sanh,
Bạn xem tạo tượng của Phật ở Trung Quốc, dung mạo của tượng Phật nhất định là người Trung Quốc. Bạn xem ở Nhật Bản, dung mạo của người Nhật Bản. Ở Tây Tạng của người Tây Tạng. Ở Thái Lan là diện mạo của người Thái Lan. Ngài ở nơi đâu, tượng của Ngài giống như người ở nơi đó. Đây gọi là hằng thuận chúng sanh. Chúng ta không phát hiện kiến trúc của họ nhất định giống như ở nơi đó. Người từ trước đã hiểu, người xuất gia ngày nay không hiểu. Do đó, rất nhiều Pháp sư Trung Quốc đến nước Mỹ xây dựng đạo tràng, còn xây kiểu cung điện. Thường hay than thở, chỉ có mấy cụ lão người Hoa đi vào, người nước ngoài một người cũng không bước vào. Vì sao người nước ngoài không bước vào? Người nước ngoài vừa nhìn thấy các người là văn hóa ngoại lai. Cho nên không thể độ chúng sanh. Tôi cực lực đề xướng, lớn tiếng hô hào, hy vọng những vị Pháp sư này họ có phước báo. Ở nước ngoài xây dựng giáo đường phải xây kiểu dáng thế nào? Xây kiểu như Nhà Trắng. Tổng thống nước Mỹ ở nơi Nhà Trắng xây kiểu dáng đó. Bạn xem đạo tràng Trung Quốc chúng ta xây như cung điện. Cung điện là kiểu dáng từ trước hoàng đế ở. Do đó đến nước Mỹ phải xây dựng giống Nhà Trắng. Tượng Phật khuôn mặt nhất định là người Mỹ. Họ vừa nhìn thấy rất thân thiết, họ sẽ liền đến. Xây dựng là xây dựng kiểu dáng cung điện Trung Quốc. Phật tượng khuôn mặt là người Trung Quốc. Họ sẽ không cam tâm tình nguyện đến học Phật. Cho nên đây là không hiểu được hằng thuận chúng sanh. Phật đã nói rất rõ ràng rồi. Bạn xem 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Âm, nên hiện thân gì được độ thì liền hiện ra thân đó. Là hằng thuận chúng sanh. Họ thích nói pháp gì thì liền nói pháp đó cho họ nghe. Là hằng thuận chúng sanh. Lỗi lầm của chính chúng ta chính là phân biệt chấp trước. Đây là phá lỗi lầm phân biệt chấp trước của chúng ta. Phổ giai hồi hướng, đó chính là tâm trùng thái hư, lượng khắp cõi nước, mở rộng tâm lượng. Cứu lỗi lầm tâm lượng nhỏ hẹp của chúng ta. Cái này là phát tâm Bồ Đề, nhất tâm niệm Phật, thực tiễn ngay trong cuộc sống, thực tiễn ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật thường ngày. Thấy đều gọi niệm Phật, không phải miệng niệm. Đời sống của tôi là niệm Phật, cùng với đây hoàn toàn tương ưng. Đời sống của bạn là niệm Phật, làm việc là niệm Phật, đối đãi là niệm Phật, không có thứ nào là không niệm Phật. Buổi tối hôm nay chúng ta tham gia đêm bình yên cầu nguyện của Thiên Chúa Giáo là niệm Phật. Có được mấy người hiểu? Cho nên người đời nay học Phật thật là càng học tâm lượng càng nhỏ hẹp. Càng học càng chấp trước. Hôm nay tôi nhìn thấy tờ điện báo có mấy vấn đề, ngày mai tôi sẽ giải đáp. Hoàn toàn trái với giáo huấn của Phật Đà, còn tự cho mình là Phật giáo đồ, tự cho mình là rất đúng pháp, tự cho mình ngày ngày đang tu tích vô lượng vô biên công đức. Cái nguyên nhân cốt lõi chỗ này là không đọc qua kinh điển, không trải qua nghiên giáo, lỗi lầm không thể thâm giải nghĩa thú. Đây là Tịnh Tông đồng tu chúng ta. Chúng ta đã định năm quá trình này.
5 cái quá trình này làm được thì đủ rồi. Phương pháp Phật nói thì quá nhiều, chúng ta chỉ cần nắm lấy cương lĩnh này dễ nhớ. Tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện, rất dễ ghi nhớ. Phải hiểu được ý nghĩa của mỗi điều để chúng ta ở ngay trong đời sống, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều có thể tương ưng với nó. Đây gọi là chân chánh niệm Phật. Bạn đã đem niệm Phật áp dụng rồi, không phải chỉ miệng niệm. Tâm của bạn niệm, thân của bạn niệm, hành vi của bạn niệm, đây là tâm Phật, hành Phật, biểu hiện ngay trong cuộc sống thường ngày. Vậy mới thật niệm Phật. Vì sao chúng ta nhắc đến niệm Phật? Cái niệm Phật này là chuyên cầu sanh tịnh độ, đem công đức của chúng ta. Công đức gì vậy? Đời sống là công đức, làm việc là công đức, đối nhân xử thế tiếp vật, tất cả thì đều là công đức, cùng tương ưng với năm khóa trình phía trước đều là công đức. Đem cái công đức này hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nhất định được sanh. Thật là đại đức sư thường hay nói, vạn người tu, vạn người giảng sanh. Cho nên sau cùng tôi giảng là quy tâm tịnh độ. Công việc giáo hóa của Thế Tôn đã được viên mãn, sau cùng tổng quy về tịnh độ. Tôi đặc biệt trong tịnh độ ở đây tiết lục ra 10 loại tính tâm trong tịnh độ chỉ quy đã giảng. Tôi đem văn này đọc qua một lượt, từng điều giảng giải cho các vị. Thời gian không còn nhiều, vì sao có cơ hội sẽ giảng giải tỉ mỉ, làm thành đĩa để cúng dường các vị. Điều thứ nhất, Pháp Phật đã nói kim khẩu thành lời, chân thật không hư dối. Chúng ta nên tin tưởng, nhất định phải tin tưởng lời nói của Phật. Phật dùng là chân tâm, chúng ta dùng là vọng tâm. Mỗi ngày từ sớm đến tối nghĩ tưởng lộn xộn, do đó ý kiến của chính mình không nên tin tưởng. Cách nghĩ cách nhìn của chính mình không thể tin tưởng, nhất định phải tin tưởng lời giáo huấn của Phật Đà. Điều thứ hai, phàm phu thức thần bất diệt, lục thú tuần hoàn bất tức. Cái gì gọi thức thần? Là thị phi nhân ngã. Chỉ cần cái ý niệm thị phi nhân ngã, tự tư tự lợi của bạn chưa quên mất, tâm bạn chính là sáu cõi luân hồi. Bạn nhất định không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Đây là sự thật. Điều thứ ba, thử độ tu hành vì đắc đạo quả bất miễn luân hồi. Cái đạo quả này, đạo quả A-la-hán, vượt khỏi sáu cõi luân hồi, bạn không thể chứng được quả A-la-hán thì bạn nhất định không tránh khỏi luân hồi. Quả A-la-hán, Thế Tôn ở trong kinh đã giảng cho chúng ta nghe rất rõ ràng. Kiến tu phiền não đã đoạn hết, cũng chính là chúng ta thường nói đã dứt hết phân biệt chấp trước, thì tất cả pháp thế xuất thế gian sẽ không còn khởi ý niệm phân biệt chấp trước. Con người này là A-la-hán, con người này mới có thể siêu diệt sáu cõi luân hồi. Chúng ta vẫn còn tự tư tự lợi, vẫn còn thị phi nhân ngã, thì bạn nhất định không thoát khỏi luân hồi. Cho dù bạn tu pháp môn gì, pháp môn niệm Phật cũng không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Cái này phải nên biết. Chỉ xuất luân hồi, tuy sanh thiên thượng, bất miễn đọa lạc. Đây là nói, cho dù bạn tu hành rất tốt, có thành tựu, bạn không cầu giảng sanh thế giới cực lạc,
công đức mà bạn đã tu tập sẽ sanh thiên, quả báo ở cõi trời. Bạn tu thượng phẩm thập thiện, bốn vô lượng tâm ở trời dục giới. Bạn tu thiền định, công phu thiền định thành tựu rồi, bạn sanh cõi sắc giới, cõi vô sắc giới. Thế nhưng không ra khỏi sáu cõi luân hồi. Thọ mạng của trời tuy là dài, tất nhiên vẫn phải có lúc hết. Thọ mạng đến rồi vẫn phải đọa lạc. Cho dù đến cõi trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, tuổi thọ 8 vạn đại kiếp, thời gian này đủ dài. Sau 3 vạn đại kiếp vẫn phải chịu đọa lạc, cho nên không phải cứu cánh. Vậy thì chúng ta xem tiếp giảng điều thứ 5: cực lạc thế giới chúng sanh sanh giả, vĩnh vô thoái chuyển. Loại công đức lợi ích này chúng ta phải rõ ràng, phải thấu hiểu. Đã thật thông suốt rõ ràng rồi, bạn vẫn phải làm cái thị thị phi phi thế gian này, chẳng phải bạn tự tìm phiền não hay sao? Chẳng phải bạn ngu si đến cực điểm sao? Tất cả con người sự vật thế gian này có quan hệ gì với chúng ta vậy? Đại sư Huệ Năng đã nói rất hay: chỉ thấy lỗi chính mình, không thấy lỗi của người. Đây là một người tu hành, là một tấm gương tu hành tốt. Nói một cách triệt để, người ta có lỗi hay không, chúng ta tự mình không biết. Tin vào ý của riêng mình thì phạm phải sai lầm đặc biệt nghiêm trọng. Tại vì sao vậy? Không nhất định là làm sai với người nào, còn người đó là Phật tái lai, còn người đó là Bồ Tát hóa thân thị hiện, chúng ta làm sao mà biết được? Ngũ trượt ác thế, rồng rắn lẫn lộn, người tạo tội nhiều, Phật Bồ Tát thị hiện ở trong đó cũng nhiều. Phật Bồ Tát thị hiện tạo nghiệp, sau đó thì hiện bị pháp luật phán xử tử hình. Là sao vậy? Giáo hóa chúng sanh. Anh xem coi, nếu các người làm những việc sai lầm thì sẽ có kết cục như vậy. Là họ thì hiện, là họ giáo hóa chúng sanh thành tựu vô lượng vô biên công đức. Chúng ta làm sao biết được? Mỗi ngày còn trù rủa họ, ngày ngày còn chửi họ, ngày ngày hận họ, chúng ta đã tạo ác nghiệp. Người thường thì thành tựu vô lượng vô biên công đức, làm sao có thể biết được? Cho nên Phật nhiều lần khuyên chúng ta không nên tin vào ý của riêng mình. Chúng ta chưa giác ngộ, cách nghĩ cách nhìn của chính bạn luôn luôn là thấy sai. Do đó không biết được người tốt, chó cắn phải lữ động tân. Ở trong kinh, Phật nhiều lần nói với chúng ta, sau khi bạn chứng được quả A-la-hán, bạn mới có thể tin tưởng vào cách nghĩ, cách nhìn của chính mình. Chưa chứng được quả A-la-hán, không thể tin tưởng vào cách nghĩ, cách nhìn của chính mình. Luôn luôn đều là ngộ nhận. Xem tiếp câu sau cùng: chúng sanh phát nguyện, nguyện sanh tịnh độ, nhất định vãng sanh. Then chốt ở phát nguyện. Phát nguyện là gì? Phát nguyện chính là phát tâm Bồ Đề. Nhất hướng chuyên niệm, nguyện sanh tịnh độ. Lời phát nguyện này chính là 8 chữ trên kinh đã nói: phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Các vị nên ghi nhớ, phát tâm Bồ Đề, thực tiễn tâm Bồ Đề chính là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện. Đó là bạn chân thật phát tâm Bồ Đề. Nếu không thì tâm Bồ Đề của bạn chỉ là tâm Bồ Đề trên miệng, rỗng không, không thể thực tiễn, không thể thực hiện. Tâm Bồ Đề đó của bạn là giả, không phải là thật. Tâm Bồ Đề chân thật phải thực tiễn,
Phải đem năm quá trình này làm cho được, là bạn chân thật phát tâm Bồ Đề. Đem công đức này hồi hướng cầu sanh tịnh độ, nhất định giảng sanh. Cho nên mọi người cẩn trọng, không nên ngộ nhận. Nhất xưng Phật danh, năng diệt bát thập ức kiếp, sanh tử trọng tội. Việc này Phật từng nói ở trên kinh. Vì một danh hiệu Phật, chúng ta mỗi ngày niệm 10 vạn tiếng Phật hiệu cũng không thể diệt được tội. Tội vẫn sinh ra ở trong lòng. Con người như thế nào nhất xưng Phật danh vậy? Là người phát tâm Bồ Đề. Chính là đã nói qua với các vị, khởi tâm động niệm, lời nói tạo tác trong cuộc sống thường ngày đều có thể tương ưng với tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện. Con người đó niệm một danh hiệu Phật có thể diệt được 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Đây không phải chỉ người bình thường chúng ta, là loại người này. Người chân thật phát tâm Bồ Đề, một lòng chuyên niệm. Chúng ta phải nên hiểu cho rõ ràng. Do đó ý của Phật Kinh không thể hiểu sai. Hiểu sai rồi, chúng ta không những không được thọ dụng để chịu thiệt thòi. Cho rằng mình học cũng đã không tệ, kỳ thật đều là sai lầm. Tu hành về sau, khi giờ phút lâm chung đến, không thể giảng sanh, vẫn phải luân hồi. Đến lúc này còn trách Phật Bồ Tát, trách trên kinh nói không linh. Tôi đều y theo phương pháp của ông mà tu hành, tại vì sao không có được thành tựu? Vì tu đã sai. Ý của Phật mà không hiểu thấu suốt. Cho nên nhà Phật thường nói, y kinh giảng nghĩa, tam thế Phật oan, ba đời chư Phật bị hàm oan. Thì không phải là ý này, bạn đã hiểu sai. Thứ tám, niệm Phật chi nhân, Di Đà thần thông quang minh, nhiếp thủ bất xả. Cái sự thật này, tôi nghĩ các vị đồng tu đều đã rất rõ ràng. Người chân thật niệm Phật, Phật Bồ Tát thường ở ngay bên cạnh họ, thường hay chăm sóc họ, thường hay bảo hộ họ. Vấn đề ở chỗ bạn có chịu làm thật không? Niệm Phật chi nhân, thập phương chư Phật đồng dĩ thần lực hộ niệm. Các vị phải nên biết, niệm Phật chi nhân, cái niệm Phật đó, niệm không phải niệm ở trên miệng. Ở xem cái chữ niệm kia, không phải là miệng. Niệm ý nghĩa là gì? Bạn xem qua cái cách viết chữ này, kim và tâm. Tâm hiện tại của bạn tương ưng với tâm của Phật, cùng với hành của Phật tương ưng hành của Phật. Chính là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện. Cái này gọi niệm Phật. Nếu như là miệng niệm, tâm hành đều không có tương ưng, đó chính là các đại đức xưa thường nói, miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, đau mồm rác họng chỉ uổng công. Cho nên cái niệm này, tâm hành tương ứng gọi là niệm. Chúng ta nên làm cho rõ ràng. Tâm của bạn là tâm Phật. Tâm của Phật là gì vậy? Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Hành của bạn là hạnh Phật. Phật hạnh là tam phước, lục hòa, tam học, lục độ, mười nguyện. Bạn được sự hộ niệm của mười phương ba đời tất cả chư Phật. Bạn được sự ủng hộ của tất cả long thiên thiện thần, không hề có chút giả dối. Điều sau cùng, các vị nên tin tưởng, tịnh độ thọ mạng vô lượng, nhất sanh đường đắc, vô thượng Bồ Đề. Lời nói này là thật. Cho dù bạn đang là hạ phẩm, giảng sanh phạm thánh đầu cư độ, hoặc giả là thượng thượng phẩm, giảng sanh thật báo độ,
đều là vô lượng thọ. Chân thật vô lượng thọ, một đời nhất định viên mãn Bồ Đề. Mười loại tính tâm, nhất định không có nghi hoặc. Bạn là người chân thật niệm Phật. Tuy là hiện tại bạn chưa đi đến thế giới cực lạc, thế giới cực lạc bạn đã được ghi danh, thế giới cực lạc đã có tên của bạn rồi. Hiện tại bạn chính là người của thế giới Tây Phương cực lạc, bạn không phải người phàm. Cho nên chư Phật hộ niệm, Long Thiên Thiện Thần bảo hộ bạn. Ngoài ra, các vị lật ra phía sau mặt ngoài, niệm Phật, mười loại lợi ích thù thắng, các vị thường thường niệm, thường thường xem qua. Vì sao tôi có thời gian sẽ đem vấn đề này nói cho các vị nghe được tường tận hơn. Thời gian đã hết, chúng ta sẽ nói tới đây thôi. Cảm ơn các vị. Thực hiện phiên dịch: Phòng Tây Cư Sĩ, Nhà sách Thư viện Biển Tuệ, 1431 Lê Bình, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 9485100. Đọc thuyết minh: Phật tử Quảng Tâm. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và lồng tiếng cho cô Mai Thị Hồng Gấm. Nguyện đem công đức này cầu phước thọ cho mẹ chồng là bà Trương Kim Phụng, cầu thông minh khỏe mạnh cho con gái là bé Nguyễn Mai Thiên Ngân, và cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà. Nguyện đem công nước này trang nghiêm cõi nước Phật, tinh đền bốn ân nặng, giới cứu ba đường khổ. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.